Giới thiệu với các bạn, đây là vườn chôm chôm của người thân Teun tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Không ngờ nhờ có bà con cô bác làm vườn mà Teun được ăn trái cây sạch, không bị phun thuốc trừ sâu độc hại như sầu riêng, xoài, cam, quýt, bưởi, bơ, dâu, mận, gì muốn gì là cũng có. Nếu bạn muốn đặt mua trái cây theo mùa, Teun cũng có thể bán giá tốt nhất cho bạn. Cũng nhờ trái cây bao la như vậy mà có điều kiện tốt để bảo vệ thiên nhiên và động vật. Nhiều người nghĩ rằng ăn chôm chôm nóng cơ thể nhưng thật ra họ ăn nhầm chôm chôm phun thuốc trừ sâu nên mới bị như thế. Chứ trái chôm chôm có nhiều lợi ích cho sức khỏe lắm nha. Thịt chôm chôm chứa rất nhiều chất xơ giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất thải, ngăn ngừa viêm ruột thừa, sỏi thận, trĩ và ung thư ruột già. Vì trong nó rất giàu vitamin C, đồng, manga, các nguyên tố khoáng vi lượng như kali, calcium, sắt. Hai, nói chung là chôm chôm rất giàu protein, chất béo nè, phosphor nè. Lá rễ, thân, vỏ, hạt của cây chôm chôm được ứng dụng nhiều trong công nghiệp, trong đó có dược phẩm. Thì cứ muốn ăn chôm chôm ngon bổ sạch liên hệ Teun nhé. Thích Teun dắt vô vườn hái luôn. Mỗi người leo lên một cái cây ăn tại chỗ, no xong rồi về. Teun ăn mấy chục ký cũng có nóng nổi mụn gì đâu. Chứ ăn chôm chôm phun thuốc rồi thì mụn quả cũng xì mụn mủ luôn ấy chứ. Bé nó đưa này con nạch về nhà nè nè nè. Bé nó còn là thức ăn rồi nè. Trời ơi không có hộp luôn. Ai muốn ăn chôm chôm tiêu thì liên hệ Teun nha. Chôm chôm tiêu không có hộp, không nơi nào có. Mẹ biểu diễn cho khách hàng con coi mà. Bắt lại lựa cho con lại không hộp chôm chôm tiêu. Đâu chôm chôm tiêu đâu cho cô cho con coi với rồi cho khách coi coi đây không lại không hà 50.000 một ký nhé. 100.000 cũng có u ký bán đứng đầu ra luôn á. À, cái thằng này vô hàng đi phá phách không hà, làm chôm chôm mà xanh lè cả cành vậy gì kẹt. Rồi thôi luôn, biết móc đâu ra. Rồi mà từ nhỏ lớn giờ không biết chôm chôm nó làm sao. Cây chôm chôm. Lấy cho em trái chôm chôm tiêu đi sư huynh. Còn không? Vui quá mày ơi, vui quá. Chôm chôm tiêu là một loại rất đặc biệt, không nơi nào có, chỉ đây có thôi. Đây. Có chừng như ném đá. Đây, đây là hai trái của tôi đây. Bây giờ tôi sẽ khui ra cho các bạn xem hai trái của tôi nó như thế nào. Hai trái của tôi. Hai trái tôi bị lép. Hai trái của tôi bảo đảm là chất lượng, không hạt. Ăn chôm chôm tiêu rất là ngon nha, không nơi nào có nha các bạn. Liên hệ Teun ngay hôm nay, bởi vì không nơi nào có. Quá ngon đúng không? Không hạt. Trái tiếp theo. Khui ra. Không hạt. Bây giờ mình thả mấy con hu sao ở đây nè, cho nó đi ăn cỏ bớt cho nó hết. Mà đẹp nữa. Đi thu hoạch chôm chôm về đây. Thì mình sẽ đi ngang qua con suối của người cá nha. Suối của người cá đẹp lắm cơ. Bây giờ tôi sẽ chở chôm chôm về Sài Gòn bán nha. Ái ghiền luôn. Tê tê hả? Ở đây. Nè. Thì mấy trái này cầm vậy? Sao mà không phải? Bỏ vào trong bên bên. Bên qua kìa. Trời ơi. Ơi, sách muốn sủi tay nè, sách tay thôi, đổi qua đổi lại. Ừ. Đây, đây, đây.